Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Một người bạn mới nữa cũng vòng vòng trong Nam Ngôn Farm thôi. Đây là một bạn gắn mối ha. Nó là một cái loài bò sát. Nên thấy nhìn đây là thấy cái bụng là cái vảy nó, nhưng mà nó rất là nhanh, rất là khó bắt. Đầu tai nó có lỗ trong luôn. Con mắt của nó cũng rất là đẹp nha. Thế là một số người người ta nuôi luôn các bạn, nuôi làm thương phẩm. Dù da vảy nhưng mà mình rất là trơn láng ha. Rất là đẹp. Nó giống như cái cờ của cuộc đua xe đồ á. Thì may mắn tìm được em nó để quay cho mọi người coi. Bé nó còn rất là ngây thơ á, nó cũng không có muốn chạy luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một người bạn mới nữa cũng vòng vòng trong Nam Ngô Farm thôi. Thì bé này nó sinh sống ở trong tự nhiên ở xung quanh đây luôn. Thì muốn giới thiệu với các bạn lâu rồi nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay hồi nãy là trong lúc mà mình trồng cái cây xương rồng á, thì là mình vô tình mình thấy được bé nó và cũng may mắn là có thể giữ bé nó lại để mà có thể quay clip giới thiệu với các bạn ha. Thì mấy cái bé này thì mình nghĩ là mấy bạn mà ở thành phố sẽ ít gặp lắm. Và con này nó khá là nhanh. Bữa giờ mình muốn bắt bé nó để mình quay cho mọi người coi nhưng mà khó bắt lắm. Hồi nãy cũng bắt hụt một con lớn hơn, chỉ có lấy được một con nhỏ thôi. Ok, hít đất trước cái nha. Rồi. Ai da. Bữa giờ anh em mà cũ ghê, mình hít đất lại mà anh em có hít đất lại không vậy? Đừng để mình bơ vơ một mình nha. Rồi mốt tôi đẹp một mình nói làm sao? Ai da. Ôi. Phê, quá phê luôn. Ok các bạn, đây. Đây là một bạn gắn mối ha. Nhìn nó khá giống con liêu điêu, nhưng mà con liêu điêu á, cái mình nó dài hơn, cái body nó dài hơn, cái đuôi nó dài hơn. Con này là con gắn mối. Bé này cũng còn nhỏ thôi. Đây anh bắt anh giới thiệu cho mọi người chút xíu rồi anh thả nha. Con này nó cũng giống như thằng lằn, giống như iguana, là nó rất là dễ đứt đuôi. Nó sẽ bỏ đuôi khi mà nó gặp nguy hiểm. Cho nên là khi chúng ta cầm á, chúng ta đừng có cầm vô cái phần đuôi nó. Nó sẽ buông tay nó bỏ. Đây. Thứ nhất là con này á, mình gọi là con rắn mối nha các bạn, rắn mối. Nó là một cái loài bò sát ha, nó cũng có hai tay hai chân, để mình coi nó có mấy móng. Nó chỉ có 4 móng thôi nha các bạn. Này, một ngón nó chỉ có 4 móng thôi. 4 hay 5 ta? 5. Cái ngón này nó nhỏ xíu, nằm đây mình thấy 5 nè. 5 ngón bình thường. Ha. Này, móng bên này nhỏ xíu luôn nè. Này, coi như là ngón út nó chút xíu à. 5, vẫn 5 bình thường nha các bạn. Các bạn thấy không, điều đặc biệt là tay chân của nó rất là nhỏ ha. Tay chân của nó rất là nhỏ. Trên da của nó thì mình nghĩ là người ta kêu nó là con rắn á, tại vì trên mình nó có những cái vảy xếp lớp rất là giống con rắn. Và khi mà chúng ta đứng cái dưới cái ánh nắng mặt trời chiếu vô á, thì nó sẽ có cái gọi là bảy sắc cầu vồng hả. Thấy không, nó ẩn lên cái bảy sắc cầu vồng nè. Da nó lớp 7 thì mình nghĩ là do cái da nó như vậy mà Việt Nam mình gọi nó là con rắn mối ha. Con này nó trong cái nuôi bét mà bầy bò sát mà ở bên nước ngoài á, nó có một cái con nó cái hình dáng bên ngoài nó rất là giống con này, nhưng mà nó to con hơn con này. Nó to hơn cái dòng rắn mối Việt Nam. Cái dòng đó gọi là dòng Luton, có nghĩa là con lưỡi xanh á, cái lưỡi nó màu xanh dương các bạn. Nó to, nó cỡ nó massage nó cỡ này. Cỡ này chắc cỡ khoảng hai mấy 30 cm á. Cỡ 30 cm á. Đó là nó massage, không biết còn lớn hơn nữa hay không. Thì mình thấy cũng có mấy anh em nuôi. Thì thật sự mà nói, trong các dòng bò sát á, thì mình không có khoái cái dòng Luton lắm. Nhìn nó hơi đục đục, nhìn nó hơi ngáo ngáo. Và nó nói chung là nó dẹp lép giống vậy nè. Cái hình dáng nó vậy vậy nhưng mà nó phóng to lên ha. Chân cẳng này nó rất là ngắn. Coi cái bụng nó coi. Nhìn đây là thấy cái bụng là cái vảy nó. Nó giống con rắn nè. Cho nên là mọi người kêu rắn mối. Thì con này nó xung quanh nhà của mình á, rất là nhiều. Rất là nhiều ha. Nhưng mà nó rất là nhanh, rất là khó bắt. Và nó chui lũi rất là ok. Ví dụ như mình thấy nó ở đây đi. Mình thấy nó ở đây. Nó lại, nó chui vô cái hốc này, nó chui dưới mấy cái lá đồ này nọ là bó tay luôn, hết bắt luôn.
Thì nãy mình thấy một con bự nó rất là đẹp các bạn. Màu nó sáng mà nó ánh vàng lên ha, nó ánh vàng lên rất là đẹp. Nhưng mà bắt không kịp, nó chui vô mấy cái hốc cây rồi là bó tay luôn. Đó. Thì con này là đây, nó có hai cái lỗ tai hai bên. Lỗ tai nó có lỗ trong luôn. Con mắt của nó cũng rất là đẹp nha. Em có thể zoom vô cái mặt nó. Ngược nắng không? Ngược nắng. Này, này nắng thấy rõ. Mặt cũng rất là đẹp. Nhỏ xíu. Tụi này thì mình thấy là một số người người ta nuôi luôn các bạn, nuôi làm thương phẩm. Có nghĩa là có thể là ăn thịt đó đó. Thì mình thấy ở nhà mình á, lúc trước á, là có anh Thơm á, anh cũng bắt anh nuôi thử. Anh nuôi thử mà nuôi thử chơi thôi chứ cũng không có gọi là để tâm vô để nuôi phát triển thôi. Thì thấy anh cho ăn cơm nguội. Anh lấy cơm nguội anh cho ăn. Rồi để mấy cái cục gạch á, cái hang á, làm cái hang cho nó chui vô. Đó. Con này á, con này của mình á, thì max size mình thấy thì nó cỡ này nè các bạn. Cái này chắc cỡ mười mấy 20cm á, nó cỡ mười mấy 20cm thôi, nó không to như cái dòng Luton. Dòng Luton hình như bự hơn nữa, cỡ này cũng có nữa nè. Chắc cỡ con Luton mình nghĩ chắc max size nó cỡ 45-50 á, 45-50 á. Ồ, mình cầm chút nó cũng lên đỏ nè. Cầm chút ấy là cái mình nó ẩn đỏ. Ẩn đỏ lên đây. Mà tay chân nó nhỏ xíu ha. Tay chân nó nhỏ xíu luôn. Mùa này á, mùa này cũng đang là cái mùa giao phối của tụi này luôn. Và tụi nhông rào luôn các bạn. Đi vòng vòng trong vườn á là sẽ thấy đực cái nó dí nhau, rồi nó đè nhau, nó phối thấy ghét lắm. Mà nó lanh lắm. Con này á các bạn thấy là chân tay nó rất là nhỏ nhưng nó bò rất là nhanh, nó bò nhanh hơn cả nhông rào luôn. Khả năng trốn thoát nó cực kỳ nhanh luôn. Chân cẳng anh chút xíu à. Cái body thì to, thì dài. Đầu thì dẹp. Mình nó thì trơn láng. Dù da vẫy nhưng mà mình rất là trơn láng ha. Hả? Con này chắc mình nghĩ nó gọi là mới nở chắc cũng chừng thời gian ngắn thôi. Mà nhà nó nhỏ nên là mình dễ bắt nó, chứ mà nó lớn là cũng bó tay luôn. Con này thì nó mình nghĩ là trong tự nhiên là nó sẽ ăn côn trùng, ăn kiến nè, ăn sâu, ăn dung đồ đó. Còn ở trong nuôi nhốt thì mình thấy người ta cho ăn cơm nguội. Nói chung là nó ăn tạp đó các bạn, nó là loài ăn tạp á, nó dễ nói chung là nó dễ ăn, nhưng mà để chăm sóc phát triển á, thì mình nghĩ chắc cũng dễ, tại vì mình thấy có những cái mô hình nuôi rắn mối thương phẩm rồi, là nuôi trong những cái ô giống như là chuồng heo hết ta, giống chuồng heo á, và người ta lót cái bề mặt cái thành chuồng á là bằng gạch bông hoặc là cái gì đó trơn láng để tụi nó không có leo lên được. Tụi này á thì là nè, tụi này nó khác thằng lằn. Thằng lằn á chân của nó có màng và nó có những cái giác hút. À, nó có những cái giác hút ở đây cho nên nó leo lên những cái bề mặt phẳng như kiến, như gạch bông là nó leo tường rồi nó leo vô tư. Còn tụi này á, là chân nó là có móng, gò vô là có móng nè. Thì nó giống là igu, nó nghĩa là nó lòi leo trèo. Ví dụ như cái tường mà nhám thì cái móng nó bám vô được thì nó leo được. Còn ví dụ như một miếng kiến hoặc là một miếng gạch bông nó trơn, nó cái móng nó bông bám vô được á, thì nó là sẽ không có leo lên được. Hoặc là ví dụ người ta đơn giản nhất là người ta quay những cái tấm tôn lại đó, người ta nuôi nó ăn vip hả này. Rồi những con này nó ăn vip là phải nó bao la luôn. Trong chuồng của mình á là ví dụ như mình để đồ ăn vip mà để qua đêm á, sáng mai mình thấy ở trong chuồng á là nó có những cái phần đen đen mà nhỏ li ti như thế này nè, là mấy anh này anh vô ảnh hưởng sái, buổi tối anh vô anh ăn, nói chung là rất là mê luôn. Vip á, thì mình thấy mình làm cho igu với rùa cạn ăn, nhưng mà sơ hở là chim mê nè, con Lucy nó cũng mê nè, mấy con vịt cũng mê nè, mấy con gà cũng mê nè, rồi chó là Lucy rồi, nó mê lắm. Nhưng mà ăn vip lắm tại nó thơm mới ngon. Cái này thấy người ta nuôi thương phẩm rồi người ta xuất bán cũng có giá lắm nha. Mà mình thì mình cái đây hình như là có một thời gian đó là cái mô hình gọi là
giống như cái mô hình mới á, mô hình cho nông dân mà dạng mới nuôi con mới á, thì có những cái con mà nuôi ví dụ như sau này có những con mà người ta nuôi cho cái mục đích thương phẩm mà nó có giá trị cao á, thì giống như con cà cuốn nè, rồi con rắn mối nè, đó người ta bán làm thịt nhưng mà mình chưa ăn nó lần nào hết, chưa có dịp ăn nó, không biết ăn món gì luôn, làm món gì luôn. Để mình coi coi con này cái gọi là cái cách nhận biết về giới tính nó có giống không. Ồ, nó khác hẳn iguana luôn các bạn. Hầu như là thì ở đây vẫn là cái hậu môn của nó ha, nhưng mà cái do cái cấu tạo của vảy nó xếp lớp á, nó che lại sao mà mình nhìn vô mình thấy liền lạc luôn, mình không thấy cái lỗ hậu môn luôn. Như con iguana mình nhìn vô đây á, là mình sẽ thấy hai cái bi sinh dục nếu là con đực nè, rồi mình thấy cái lỗ hậu môn của nó thì mình có thể phân biệt được cái. Như con này là mình bó tay luôn. Con này thì chắc có lẽ là nó sẽ giống cái kiểu của con Pluton á. Mà cách coi con Pluton sao mình quên nè. Đây, giờ mình kéo kéo ra mình mới thấy được cái hậu môn đó các bạn thấy không? Đó, mình kéo kéo nhẹ nhẹ xuống mình mới thấy nè. Còn không là nó xếp lớp, nó che lại luôn, không hề thấy luôn các bạn. Mình nghĩ là chắc là do nó hay bò dưới đất rồi á, cho nên là cái cấu tạo của cái này là nó khi mà nó không cần thiết mở á, là nó xếp lớp lại, vẫy lại để nó ngăn những cái dơ, những cái vi khuẩn nó đi ngược vào cơ thể nó. Đó, nó che cái hậu môn lại luôn. Trên mình nó là có những cái sọc caro ha, rất là đẹp. Nó giống như cái cờ của cục đua xe đồ á, ô caro. Tới mùa nó đẻ nhiều lắm nha các bạn. Nó đẻ nhiều lắm, nó đẻ bò, có những con nó nhỏ hơn, những con nó bò vô nhà mình nó nhỏ hơn con này nữa. Đó, rồi giờ nó cứ chui vô, nhiều khi mình để cái kệ dài á, nó chui vô trong nó nằm ấm áp á. Nó nằm ấm á, nó chui vô trong dài. Nhiều khi mình thọc vô trong dài hết hồn luôn. Con chạy ra là mình quéo luôn. Mình tưởng con gì. Cỡ này chắc cự đi kiếm ăn được rồi. Nhưng mà cỡ này á, có khi là ra mà gặp mấy con gì ta, con giống rào á, mà sai lớn lớn là có khi nó lụm luôn. Nó dứt mấy anh này luôn á, mấy anh này còn nhỏ quá mà. Mấy anh này giờ chắc đi lụm ăn mấy con kiến, mấy con bồ hóng đồ này nọ cái thứ. Đó. Mũi. Mũi mồng đồ. Cái miệng nó ra thử rồi không anh. Khó. Cái lưỡi nó giống lưỡi của muối tiêu á, lưỡi nó kiểu lưỡi rắn mà đó, cho nên là nó không muốn mở, mình cũng hơi khó đó. Để coi coi, không có móng tay nữa. Được rồi, anh để anh tìm hiểu chút xíu thôi, anh thả con đi. Nó có răng nha các bạn, giờ vô đụng được cái răng của nó. Hơi khó quá, bỏ qua để mất công. Làm mạnh tay nó đau, mình cũng xót các bạn. Mình dùng, mình tính khiều khiều nhẹ cho nó mở miệng ra, nhưng mà nó không có thoải mái, nó không có mở. Mình cũng không dám làm mạnh, mình sợ làm nó đau, tội nghiệp nó. Đây, tìm mãi mới gặp được nó để quay cho mọi người á. Đó thì các bạn thấy là trong cái hệ sinh thái á, thì mình thấy là giống loài nào nó cũng phủ ở nhiều châu lục, nhưng mà mỗi một cái châu lục á thì nó khác cái hình thái, cái nhánh, nó có nghĩa là mỗi châu lục nó có nhánh khác nhau. Như cái nhánh này là cái nhánh ở Việt Nam, ở có thể là khu vực Đông Nam Á, còn cái nhánh ở bên phía châu Âu đồ này nọ các thứ, trong Mỹ rồi thì nó có những cái con cũng là cái dòng này, nhưng mà nó là nó khác chút xíu. Ví dụ như con Pluton thì cái hình thái nó rất là giống con này đó, cái hình thái, nhưng mà cái lưỡi nó màu xanh và nó to con hơn đó, chứ cái kiểu nó là rất là giống ha. Pluton hình như nó là thuộc Lisa ta, chắc vậy quá. Anh này ảnh còn nhỏ, anh rất là hiền luôn á, thấy anh cũng dễ thương. Các bạn thấy trên mình đó là nó xuyên suốt luôn ha, nó liền lạc, nó xuyên suốt luôn đây luôn.
cái đuôi nó cũng rất là mập. Nói chung là người nó nhìn nó hơi dị dị chút xíu đó, tại vì nó dài ngoằng à, nó dài ngoằng và chân tay của nó rất là nhỏ. Con này thì mình thấy là nó hoạt động, nó không có leo cây cao giống như là những tụi nhông rào ha, mà nó dù lên những cái mỏm đá, những cái chậu cây nhỏ nhỏ thôi, và nó sống ở những cái trên mặt đất là chính. Nó hay chui vô những cái lá nè, những cái bụi nè đó, thì nó vòng vòng ở đó thôi, hoặc là nó leo lên những cái mỏm đá nhỏ nhỏ thôi, chứ nó không có leo cao như tụi nhông rào đứng trên những cái nhánh cây. Ok, không chạy luôn, không chạy, nó giống như nó còn nhỏ, nó còn ngoan á, dễ thuần. Mến rồi đó, mến tay mến chân rồi đó. Dễ thương. Mấy anh này là làm mồi cho tụi cá rồng nè đó. Rồi ôi, con này mà có camelin để vô chắc nó cũng đẩy luôn, bắn á, bắn lưỡi á, đẩy luôn. Thì trong tự nhiên mà, tự nhiên thì cái trong một cái chuỗi thức ăn thì con này sẽ là thức ăn của con kia đó, thì nó cứ là thành một cái chuỗi luôn. Con A sẽ là thức ăn của con B sẽ thức ăn của con C là thức ăn của con D, và con người mình là đứng đầu chuỗi thức ăn, người mình là ăn ghê nhất, món nào cũng ăn hết. Rồi ok các bạn, thì may mắn tìm được em nó để quay cho mọi người coi. Con này là anh em ở thành phố sẽ rất là ít gặp nó nè, về quê thì còn gặp, nhưng mà cũng không gặp kỹ đâu, nhiều khi đi nó chạy vụt qua mình thôi à, mình thấy cái bóng của nó thôi chứ mình cũng ít thấy được nó kỹ càng lắm. Hoặc là ví dụ như anh em đi trong những cái khu vườn đi thì sẽ thấy cái bóng nó xẹt qua đó. Thế thôi, ví dụ như mình đi vô cái chỗ nó đang nằm mình không thấy nó, mình bước tới thì nó chạy đi chỗ khác thôi, thì anh em thấy nó thoáng qua thôi, ít khi nào mà anh em gặp được nó kỹ lắm. Còn dân ở dưới quê thì người ta sẽ đi câu tụi này cũng rất là hay, câu bằng cái kiểu mà cũng giống như câu igu mà mình từng hướng dẫn vậy đó, có cái thòng lọng á, sượt vô câu, câu cái đầu ở lại. Nhưng mà tụi này nó khó câu hơn tụi kia, tại tụi này nó nhanh và cái ý thức về phòng vệ của nó cao hơn tụi kia. Tụi kia khi mình đưa cái đầu câu vô á, nhiều khi nó bị ngáo ngáo, nó đứng yên nó dòm mình, còn tụi này nó thấy động tĩnh cái là nó lủi liền, cho nên là mọi người sẽ ít gặp nó hơn. Mình thì mình muốn review những con vật mà nó sống xung quanh cái không gian của mình, thì là hôm bữa giờ mình review được một số con, ví dụ như cắt ké nè, ốc nè, gì nữa ta, chưa review được thằng lằn. Bữa tính review thằng lằn nhà, để bữa nào bắt thằng lằn nhà cho các bạn coi. Con thằn lằn nhà nhiều khi thấy nó săn mồi cũng đã lắm nha. Buổi tối ăn cơm á, là thấy mấy con chuồn chuồn nó đu lên cái đèn rồi nọ, thằng lằn nó đi từ từ lại, con thằn lằn nó không ấy, con chuồn chuồn nó không phát hiện được, nó cắn luôn. Nhưng mà cái đó thì nó hấp dẫn, nhưng mà mình đưa lên những cái nền tảng này mình sợ nó đánh cái quy tắc cộng đồng đó các bạn, có nghĩa là phản cảm á, cho nên là nhiều khi là quay được cái clip đó nhưng mà không dám đưa lên đó. Rồi hôm nay review được một bạn rắn mối ha. Rồi còn xung quanh đây còn bướm, còn cóc, còn ảnh ương đó, để đi trong quá trình mình đi vòng vòng chơi mà mình thấy con nào mình sẽ review cho mọi người coi, những cái con bét mà nó vòng vòng ở Việt Nam ha. Thấy vậy chứ nếu mà ở đây thì nó không có giá trị, nhưng mà có khi đem qua nước ngoài thì nó lại là hàng hiếm đó. Thì cái nào ở đâu không có thì nó có giá trị ở chỗ đó, giống như con iguana cũng vậy. Con iguana ở bên nước ngoài thì nhất là mấy nước giống như là khu vực Nam Mỹ như Brazil rồi Costa Rica đồ này nọ thú đó, thì nó là thứ nhất là nó có rất là nhiều trong tự nhiên, cái thứ hai nữa là nó được kêu là con chicken tree đó, nó giống như con gà cây, nghĩa là ở Việt Nam mình nhà có khách đó, thì người ta ra thì bắt con gà để người ta vô ta mời khách, thì ở bên đó là người ta ra bắt con igu vô để làm thịt mời khách đó, nó hình thức giống vậy. Bữa mình hồi đó mình có đọc cái tài liệu vậy. Còn ở bên Mỹ á là nó sinh sôi nảy nở quá nhiều, cho nên là vô mùa người ta có tổ chức những cái cuộc đi săn, có mua giấy license để đi săn tụi nó nữa các bạn. Thì nói chung ở đâu nhiều quá thì cái giá trị nó không có cao thôi, cái chuyện này là hết sức bình thường, thấy không? Còn ở Việt Nam mình thì nó hiếm, nó đẹp, chúng ta quý nó thì điều đó tốt thôi, thấy không? Còn ở bên đó người ta nhiều quá rồi thì người ta sẽ
phải tìm cái cách để người ta cân bằng cái hệ sinh thái rồi. Chứ còn để cho nó phát triển dày đặc quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái sinh vật, cái hệ sinh vật khác. Ok, bình thường. Rồi, ok. Thì vô tình đi thấy bé nó còn thơ trẻ, còn ngây thơ, chưa có gọi là nhát người lắm, dễ bắt. Thì mình mượn tạm em nó chút xíu để mà mình đi review quay cho các bạn coi ha. Rồi bây giờ sau khi chia sẻ xong thì mình sẽ thả em nó về lại thiên nhiên. Ở đây cho thiên nhiên nuôi nó là tốt nhất. Chứ mình nuôi nó nhiều khi nó cũng không khỏe đâu. Bé nó còn rất là ngây thơ phải không? Nó cũng không có muốn chạy luôn. Gặp con lớn là nó chạy mất tích rồi. Ngoan ghê chứ. Hay là mày muốn ở lại với anh luôn? Ở lại với anh không có thời gian chăm không tốt đâu. Thôi đi ra môi trường tự nhiên á, để học những cái bản năng về sinh tồn. Đi đi con. Đi đi. Đi đi. Đi nha, sống tốt nha. Rồi, sống tốt nha. Nó còn to lắm các bạn, còn nhỏ xíu à. Nó lớn nữa, vừa cỡ này nè. Cái mình nó mập chắc cũng phải cỡ này. Đó, thì người ta nuôi, người ta làm thương phẩm. Nhưng mà cũng thấy ít nơi bán cái món đó, chưa có dịp ăn. Rồi, ok, bye bye. Sống tốt nha người anh em. Ok các bạn. Rồi, có vài chia sẻ về một cái dòng bò sát cũng tương đối là quen thuộc ở Việt Nam mình, mà chúng ta có thể bắt gặp ở ở xung quanh cái nơi chúng ta sinh sống ha. Rồi chúc mọi người xem clip và vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha, để có cái gì hay nữa mình sẽ chia sẻ gửi đến mọi người tiếp theo. Ok mọi người, đói bụng thì kiếm năm no nê. Bye bye.